bên đối tác khách hàng của mình ý, các em làm hợp đồng với nhau là thu bằng ngoại tệ, tiền mặt hay chuyển khoản đều được, đúng chưa? Nhưng em thu bằng ngoại tệ ấy, bên em thu bằng tiền mặt đúng không? Nhưng mà hợp đồng hai bên là thu bằng ngoại tệ ấy, thì trên hóa đơn xuất ra của em phải thể hiện bằng ngoại tệ chứ. Yeah. Phải có một cái dòng là tỷ giá vào đây chỗ này này, tầm tầm chỗ này này. Đấy, trên hóa đơn phải có thể hiện dòng tỷ giá nữa hả chị? Đúng rồi, nó là cái tỷ, nếu mà em xuất khẩu nó sẽ là tỷ giá mua vào của cái ngày mà mình giao dịch ấy. Ngày mà mình chưa có thể em chưa thu được tiền nhưng cái ngày mà mình thông quan ấy, cái tờ khai hải quan ấy. Vâng. Thể hiện hóa đơn mua à, gì nhỉ, tỷ giá mua vào em nhé. Vâng. Đây là có số cân này. Đây số là cân đơn rồi. Giá của Việt Nam đồng này. À, đơn giá này là tỷ giá. Thế thì vẫn sai nhỉ? Đây nhá, nếu mà hợp đồng hai bên của em, bên em và bên em là bên xuất khẩu, bên đối tác khách hàng của mình ý, các em làm hợp đồng với nhau là thu bằng ngoại tệ, tiền mặt hay chuyển khoản đều được, đúng chưa? Nhưng em thu bằng ngoại tệ ấy, bên em thu bằng tiền mặt đúng không? Nhưng mà hợp đồng hai bên là thu bằng ngoại tệ ấy, thì trên hóa đơn xuất ra của em phải thể hiện bằng ngoại tệ chứ. Yeah. Phải có một cái dòng là tỷ giá vào đây chỗ này này, tầm tầm chỗ này này. Đấy, trên hóa đơn phải có thể hiện dòng tỷ giá nữa hả chị? Đúng rồi, nó là cái tỷ, nếu mà em xuất khẩu nó sẽ là tỷ giá mua vào của cái ngày mà mình giao dịch ấy. Ngày mà mình chưa có thể em chưa thu được tiền nhưng cái ngày mà mình thông quan ấy, cái tờ khai hải quan ấy. Vâng. Thể hiện hóa đơn mua à, gì nhỉ, tỷ giá mua vào em nhé. Vâng. Đó, thì cái tỷ giá đấy em phải thể hiện chỗ này này, xong cái chỗ này là nấm trúc tre này chẳng hạn nhá, vẫn thể hiện số kg chỗ này. Đơn giá này là bắt đầu mình đơn giá. Bắt đầu mình lấy đơn giá kia xong vẫn là nói chung là dưới này là sẽ là nguyên tệ hết này, xong nhân tỷ giá ở chỗ này này. Thì tí nữa em sẽ lấy cái tỷ giá chỗ này để còn biết để hạch toán lên phần mềm để hạch toán ghi nhận doanh thu. Tí thế em lại toàn là hạch toán bằng tiền Việt Nam đồng hết. Căn bản là cái phụ thuộc vào cái hợp đồng hai bên ý. Để tí chỉ gửi cho em cái một cái hóa đơn mẫu nhá. Vâng. Hóa đơn mẫu mà có xuất bằng ngoại tệ, bởi vì hợp đồng giữa công ty này với công ty kia là thể ngoại tệ này. Đó, em mở cái Zalo trên máy tính lên, chị vừa gửi cho em đấy. Vâng, để em đăng nhập Zalo ở đây. Đây, ví dụ như chỗ này thì em phải có cái tỷ giá vào đây này, $1 hoặc đô USD là bao nhiêu tại cái tỷ giá mua vào của hôm mình xuất khẩu nhá. Tại cái thời điểm mà xuất hàng đi là tỷ giá như nào là đúng, nhập luôn vào đây. Lấy tỷ giá mua vào bởi vì mình đang xuất khẩu mà. Vâng. Nhá, đây, để toàn thể hiện nguyên tệ. Còn tí nữa mình ở đây là tí nữa mình còn có cơ sở để mình hạch toán doanh thu, thấy chưa? Ghi nhận doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp ấy. Chứ không phải lấy cái tỷ giá trên cái tờ khai hải quan đâu. Cái tờ khai hải quan đấy là để mình tính giá xuất nhập khẩu em nhé. Vâng. Cái tỷ giá trên tờ khai hải quan là để mình tính thuế xuất nhập khẩu. Ví dụ như khi xuất khẩu hoặc khi nhập khẩu, được chưa? Em ghi ý đấy lại cho chị nhá. Chị ơi, nhưng mà cái từ đầu đến thời điểm bây giờ em toàn để hóa đơn là Việt Nam đồng. Ừ, vì cái đấy là mình đang sai rồi. Nếu mà sai ấy thì cái thực ra bên này họ có nhận hóa đơn của em nhỉ? Không. Ừ, không nhận hóa đơn thì nếu mà đúng ra là sai là sẽ phải sửa. Một là em làm cái hóa đơn điều chỉnh, thực ra điều chỉnh thì cũng khó tại vì là của em đang xuất hết bằng cái Việt Nam đồng. Vâng. Hai là em thử cái hủy này cũng hạn chế thôi nhá. Nếu mà mình hủy xong để mình xuất hóa đơn mới ấy, chưa? Hủy và xuất hóa đơn lại cho cái kỳ đúng của mình ấy thì theo chị em vẫn nên tham khảo với cái cán bộ thuế của nơi em cho chị nhé. Yeah. Em ghi cái nội dung ý này lại, tại vì cái chỗ hủy này cái nhiều đơn vị thuế họ hiểu là vẫn hạn chế đấy, hạn chế không cái phần hủy hóa cho đơn hủy nhiều thế đâu chị ạ. Đúng rồi, chính xác, em xuất nhiều rồi đúng không, một hai tờ thì mình đã còn hủy. Nếu không thì em cứ coi như cái việc mà em xuất sai hóa đơn kia là vẫn để chấp nhận, là mình gọi là sau này kiểu gì đáng lẽ phải xuất năm 22 mà em sang năm 23 mới xuất thì đã là một cái sai, xuất sai thời điểm rồi. Được chưa? Em hiểu chị không? Ừ. Cái ý thứ hai là mình đã xuất năm 23 sai thời điểm rồi, xong thì lại viết hóa đơn cũng bị sai nữa, thì cái đấy em sẽ chịu phạt hành chính một chút về cái phần viết sai hóa đơn thôi. Ừ. Thì chứ còn hơn là mình đi hủy xong ấy thì lại hủy nhiều quá thì lại truy thu và hiện nặng về vấn đề hủy hóa đơn cũng không được phép. Đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ hạch toán, chị sẽ hướng dẫn em hạch toán lại cái doanh thu này của lùi về năm 22 theo đúng tờ khai hải quan và lấy lại cái tỷ giá mua vào khi mình xuất khẩu nhá. Vâng. Còn hóa đơn này sau này thứ nhất là khi em làm việc với cơ quan thuế em sẽ tiến hành là bôi trơn đi để coi như là mình xuất những cái hóa đơn lần đầu ấy, còn kể từ thời điểm bây giờ khi em học chị xong rồi em sẽ xuất lại cho nó đúng nhá, chưa đầy đủ vào và đúng vào. Thực ra nó sẽ có một cái ít chênh lệch ở cái chỗ này,
thì sau này nó sẽ có chênh lệch giữa tỷ giá trên tờ khai hải quan và tỷ giá tỷ giá thì mình hạch toán doanh thu nhé, thì mình sẽ đánh giá lại chênh lệch nhé, đánh giá lại sẽ có đánh giá lại chênh lệch tỷ giá em nhé, em hiểu chị chưa? Rồi ạ. Ừ, ok. Không được bút toán. Ừ, cái đấy chị sẽ hướng dẫn mình khi mà mình hạch toán hết rồi, đến phần cuối năm chị hướng dẫn lại cái phần đánh giá chênh lệch tỷ giá theo từng đợt mua bán, rồi có cả cái đánh giá tỷ giá chênh lệch vào cuối năm nữa. Cái đấy chị hướng dẫn sau nhé. Bây giờ mình hạch toán lại doanh thu để làm lại tờ khai thuế giá trị gia tăng, rồi ghi nhận lại doanh thu của năm 2022, được chưa?